bên anh dùng file Excel thì phải chia sẻ file Excel đó cho nhân viên làm việc. Khi nhân viên nghỉ việc thì họ cũng mang luôn theo mà không có cách nào để kiểm soát được việc này, vì đó là yếu tố mặt con người. Hiện tại, bên anh khi telesale đặt lịch cho khách hàng thì phải tạo công việc và giao cho lễ tân của từng cơ sở để lễ tân nắm được lịch và khách hàng đến sẽ tìm kiếm được thông tin khách hàng đó để check xem là lịch mà khách hàng đã đến hay chưa đến. Nhưng có cách nào mà bạn ấy có thể xem được lịch nhưng không thể xem được thông tin liên hệ của khách hàng đó không em? Em ơi, bên em có cách nào xem lại được lịch sử nhân viên đã xem hoặc là đã tải những thông tin gì ở trên phần mềm không em? Những câu hỏi hay những tình huống mà khách hàng của tôi gặp phải xoay quanh vấn đề làm sao để quản lý được thông tin khách hàng cũng như bảo mật được thông tin khách hàng một cách tốt nhất. Đây cũng chính là vấn đề mà tôi thường gặp phải đối với những khách hàng chưa sử dụng công cụ nào để quản lý thông tin. Hay với những khách hàng đang sử dụng phần mềm Getfly rồi nhưng chưa khai thác được hết các giải pháp bảo mật thông tin khách hàng của Getfly đang có. Tại sao phải bảo mật thông tin khách hàng? Tôi vẫn thường nói với khách hàng của tôi rằng thông tin khách hàng chính là trái tim của mỗi doanh nghiệp. Tất cả những hoạt động của nhân viên khi sử dụng thông tin đó để làm việc, sử dụng công cụ nào để lưu trữ thông tin khách hàng, hay những hoạt động xoay quanh thông tin khách hàng đều là những yếu tố tác động trực tiếp lên trái tim của doanh nghiệp, dù có lợi hay là không có lợi. Cá nhân tôi hay toàn bộ nhân sự của Getfly đều ý thức được rằng việc bảo mật thông tin khách hàng là cần thiết, là sứ mệnh mà Getfly đặt lên hàng đầu để giảm thiểu rủi ro về việc thất thoát dữ liệu, mất hay bị thất thoát ra ngoài và luôn đảm bảo được quyền lợi của doanh nghiệp. Anh chị dễ dàng thực hiện việc bảo mật thông tin khách hàng trong doanh nghiệp của mình thông qua việc phân quyền và kiểm soát quyền truy cập của nhân viên theo từng cấp bậc vị trí trong công ty. Nhân viên chỉ xem được thông tin những khách hàng do chính mình phụ trách. Trưởng nhóm sẽ xem được những thông tin khách hàng của nhân viên cấp dưới của mình mà sẽ không xem được những khách hàng của nhóm khác. Với vai trò giám đốc hoặc những vị trí đặc biệt có quyền được xem tất cả dữ liệu thì mới có thể xem được. Nhân viên chỉ có thể xem mà không được phép thao tác chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào. Hay toàn bộ lịch sử chỉnh sửa thông tin đều được hệ thống lưu vết theo thời gian và theo tài khoản thao tác. Và chắc chắn một điều, với nhân viên không có quyền sẽ không thể nào xóa hay tải bất cứ thông tin dữ liệu nào xuống để có thể lưu trữ cho riêng mình. Với một tài khoản nhân viên nghỉ việc thì công ty chỉ cần thay đổi mật khẩu tài khoản đó hoặc xóa tài khoản là hoàn toàn không thể truy cập được vào hệ thống nữa. Việc xóa tài khoản sẽ không làm mất đi lịch sử mà bạn đó đã làm việc trên phần mềm trước đó. Ngoài các cơ chế bảo mật nâng cao, Getfly còn phát triển để nâng cấp các cơ chế và phân tầng bảo mật cao hơn, phù hợp hơn với mỗi doanh nghiệp. Và cải tiến này không phải phần mềm nào cũng có thể đáp ứng được. Chức năng bảo mật quyền khách hàng riêng tư của cá nhân đối với công ty. Chức năng bảo mật trường dữ liệu được chỉ định là nhạy cảm. Mã hóa dữ liệu. Nhân sự vẫn có thể thao tác chăm sóc nhưng không thể nhìn thấy dữ liệu đó. Chức năng phân quyền theo mối quan hệ. Phân việc truy cập dữ liệu khách hàng theo từng trạng thái khách hàng. Kiểm soát và theo dõi hoạt động của từng người dùng trên hệ thống. Giờ đây, mỗi doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động việc bảo mật thông tin khách hàng của mình một cách tốt nhất và dễ dàng nhất, không còn là vấn đề đau đầu và khó giải quyết nữa.